Chào tất cả anh em nha. Nên mình về cái bộ dàn áo Dream Thái này thì nó hơi buồn cười chút xíu, là cái nẹp sườn và cái đuôi của nó hiện là nẹp và đuôi 93 tem zin, còn lại nó là đời 95 96 gì đó anh em. Đó, tem lửa nha. Thì có cái nẹp và đuôi là tem đời 93. Thì đang bán nhanh cho anh em luôn, nguyên dàn áo này ha. Gồm bờ cổ trên dưới, hai cốp, hai nẹp sườn, một đuôi sau, một mặt nạ và một dè trước. Thì giá của nó thì báo anh em là 1.800.000 nha. Giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Để anh em chúng ta về là anh em chúng ta có thể gắn lên xe liền nha. Cái này thì theo mình thấy thì có tiếc một cái là cái cốp bên này với cái tốp bên này nó không đẹp bằng nhau. Biết tại sao, nhưng mà nếu mà cái bên này mà nó đẹp như bên này á, thì thực sự là rất là đáng đồng tiền luôn. Nó khoảng đang lên khoảng 3 triệu luôn. Nhưng mà có cái đè tem bên này nó không có chảy hơn tem bên này rồi, thì cho nên là nó cũng không ấy, không có giá cao được. Còn riêng về mấy cái bợ cổ này kia là đẹp hết nha anh em nha. Đó, anh nhìn anh em thấy rồi, đẹp leng keng luôn. Ok nha, cái mặt phía trên đồng hồ là chưa bạc luôn này. Gì ở đây đó, ok nha. Đầu nó thì có dấu nhẹ xíu này, đuôi thì bình thường đẹp, đuôi cá nó đẹp nha, sơn zin hết nha anh em nha, sơn zin không sơn lại nha. Đây đuôi, đây đuôi này, tem đời 93 này, bát này, 43 còn nha, có hàn hay gì đó mình không biết nhưng mà 43 nói chung là còn. Ok, sơn zin hết nha. Mặt nạ thì nó đẹp khỏi nói rồi, mặt nạ rất đẹp luôn. Đây đuôi này, cặp cốp nẹp này, nhìn nha, gai còn luôn này, gai còn hết nha, chân còn hết này, nè chân còn hết. Thì nguyên một bộ này giá quá rẻ rồi, 1.800.000 thôi. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể chúng ta liên hệ để chốt nha, giá rất là tốt rồi, bao rẻ cho anh em luôn. Nói chung là giờ mà anh em mua giày áo Linh Thái mà 1.800.000 thì chắc không ai có đâu anh em ơi. Còn mình Đạt có giá này thôi, anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.